Hello hello hello, lại là bác Hiếu đây. Nhiều bạn băn khoăn là không biết khi nào mình nên dùng kem mắt và thực sự thì kem mắt nó có tác dụng và có hiệu quả đối với mình hay không. Bác Hiếu sẽ mách bạn 6 điều cần biết trước khi lựa chọn sử dụng kem mắt. Cùng tìm bác Hiếu có video ngày hôm nay. Hello hello hello, lại là bác Hiếu đây. Và dành cho những bạn lần đầu đến kênh này thì bác Hiếu có kênh fanpage là bác sĩ Lương Trung Hiếu và group cộng đồng trong quốc gia khoa học. Các bạn hãy tham gia vào đây để đón nhận những video và đặt câu hỏi cùng cộng đồng. Ok, và lý do của video này bởi vì là có rất nhiều bạn hỏi là anh ơi, em có nên dùng kem mắt hay không, và với tình trạng thâm hay là nhăn mắt của em thì có cải thiện được hay không. Thì 6 điều ngày hôm nay sẽ giúp bạn là mình có thực sự là cần phải dùng hay không nhé. Điều số 1 đó là thâm mắt do tăng sắc tố. Thế thì các bạn sẽ không biết là thế nào là thâm mắt do tăng sắc tố, mà đâu là thâm mắt do bệnh lý, đâu là thâm mắt do cái rối loạn hormone hay là rối loạn về gen. Thì cách để mình biết được là thâm mắt của mình là do tăng sắc tố hay không thì các bạn sẽ làm một biện pháp rất đơn giản, đó là mình sẽ kéo cái vùng da mắt, kéo xuống như này. Và khi bạn kéo da mắt xuống ấy thì nó sẽ so sánh được cả cái màu da mắt với cả màu da thực tế ở vùng bên dưới gò má. Thế thì kéo này có nghĩa là gì? Bởi vì là khi mà các bạn kéo xuống ấy, nó sẽ bỏ qua được cái phần da bên dưới, cái phần mô có thể là cái màu đen ở tầng sâu ở bên dưới vọng mắt. Thì bạn so sánh vùng da mắt với vùng da ở vùng gò má, xem độ chênh lệch của nó có nhiều hay không. Nếu như mà kéo xuống mà nó không có chênh lệch thì có nghĩa là cái vùng sắc tố của mình là tầng sâu bên dưới, thì cái việc bôi kem mắt thì nó có thể cải thiện rất là ít thôi, nó không đáng kể. Còn nếu mình kéo xuống mà thấy da này ở vùng quanh mắt của mình nó đậm hơn hẳn thì có nghĩa là mình bôi kem mắt nó có thể hiệu quả. Nên là đây là một cách rất là đơn giản. Nếu như mà có sự chênh lệch thì có nghĩa là nó kem mắt nó mới có hiệu quả nhé. Còn nếu như mà không chênh lệch mà màu da tương tự nhau thì nó rất khó có hiệu quả. Tất nhiên là vẫn có một vài loại hiệu quả nhưng mà thường là khó hơn. Bởi vì là cái thâm mắt mà do các tổ chức ở bên dưới thì rất là khó điều trị, vì nó có thể là do cái tĩnh mạch màu nâu, màu xanh đen, hoặc là do một cái yếu tố loạn sắc tố khác thì mình rất là khó để ngấm xuống. Trường hợp số 2 đó là da mắt của mình khô và nhăn. Các bạn chăm sóc da ấy, thường chúng ta sẽ không thể bôi được những cái loại mà kem dưỡng ẩm, serum hay là retinol hay là vitamin C ở vùng mặt mà bôi cho vùng da mắt. Bởi vì da mắt là vùng da nó dễ nhạy cảm hơn. Ví dụ khi mà các bạn bôi cái gì đó mà chẳng may tay mình quệt vào mắt thì mắt mình rất dễ kích ứng. Nên là vùng da mắt là vùng nó dễ nhạy cảm hơn rất là nhiều. Mình không được dùng các cái vùng sản phẩm của da mặt mà bôi cho da mắt thì rất dễ là tai biến. Thế thì nếu như mà khi mình không chăm sóc da mắt trong một thời gian dài thì mắt mình, nền da nó sẽ bắt đầu khô và có những cái rãnh khía và nhiều cái rãnh nhăn nông. Thì một cách đơn giản là bạn sẽ soi gương và kiểm tra xem là vùng da mắt của mình nó có khô hơn so bình thường không. Thì bác sĩ tin là sẽ có nhiều bạn là khô mà cũng có nhiều bạn là không khô. Thì nếu như mà vùng da đó khô hơn và có nhiều rãnh nhăn thì các bạn mới nên sử dụng kem mắt. Tại sao như thế? Bởi vì nếu như mà vùng da mắt của bạn mà không khô không nhăn mà mình bôi kem mắt cái loại mà để xóa nếp nhăn ấy, thì mắt mình nó sẽ bị sưng mọng và nó múp lên. Thế nên là mình phải rất là cẩn thận trước khi mà lựa chọn các loại kem mắt. Còn nếu như mà rãnh mắt bạn nó căng mọng tràn đầy năng lượng sẵn rồi mà nó chỉ có vấn đề về sắc tố thì hãy nhớ là chọn các loại serum lỏng hơn để làm sao để nó giảm cho sắc tố da mắt mình nó sáng hơn, chứ là không nên chọn những cái loại mà nó lại cấp ẩm sâu cho vùng da mắt thì mắt mình sưng húp đấy. Điều số 3 đó là thâm mắt không phải do thiểu dưỡng. Cái này nó cũng tương tự như là cái nghiệm pháp test của phương pháp số 1, đó là kéo vùng da mắt. Thì thâm mắt không phải do thiểu dưỡng là gì? Có nghĩa là cái thâm mắt mà liên quan đến những cái tầng sâu thì cái cách các bạn test thì đã rõ rồi, nhưng mà thêm một yếu tố nữa các bạn sẽ ghi nhớ là cái thâm mắt này bị hình thành bao giờ và cái tần suất tiến triển nó có thay đổi không. Tức là nếu như hôm nay mình ngủ sớm này, mình thực hiện một chế độ khoa học lành mạnh trong liên tục khoảng một tháng, mình xem nó có cải thiện hay không và cái tốc độ thay đổi màu sắc của mình nó có đậm lên hay là giảm đi. Vì nếu như mà nó không có sự tiến triển trong một thời gian thì có nghĩa là thường có thể là không phải do nguyên nhân ở bên ngoài ra, thì có thể bên trong thì nó khó điều trị hơn. Tất nhiên là có nhiều cách, thì có thể dùng nhiều biện pháp lắm. Thì hôm sau bác sĩ sẽ tiếp tục là lên các video khác để chia sẻ với các bạn những cái phương pháp chuyên sâu hơn, để nếu như mà kem mắt không thể xử lý được thì mình sẽ có cái biện pháp nào được không. Nếu bạn thích cái điều này hãy đừng quên nhé, hãy comment xuống bên dưới. Và nếu bạn xem đến đây thì đừng quên là hãy subscribe kênh bác sĩ Hiếu để khi có video mới lên thì bác sĩ Hiếu thì các bạn sẽ được xem video đầu tiên và đặt câu hỏi để bác sĩ Hiếu trả lời. Trường hợp số 4 đó là những bạn mà chưa bao giờ từng dùng kem mắt thì mình cũng nên thử. Thế thì tại sao như vậy? Bởi vì nếu như mình chưa từng thử thì mình sẽ không biết kết quả. Vậy thì nếu như bạn không thể làm tốt được điều 1, điều 2, điều 3
là bạn không giỏi để việc làm test nghiệm pháp kéo ra mắt, và bạn cũng không có thời gian, mà bạn không có cái việc đánh giá đúng hay sai vì mình không phải là chủ có chuyên môn, thì rất đơn giản là mình không có lý do mình không thử. Bởi vì nếu như mà các bạn chỉ bỏ ra một khoản chi phí nó không quá nhiều, có rất nhiều loại vài trăm nghìn nó cũng có hiệu quả mà, video sau thì sẽ review cho bạn xem, thì nó vẫn có thể là giúp cho bạn có một cái cửa sổ tâm hồn nó đẹp hơn, hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn. Vì thực ra khi mà người ta nhìn nhau ấy, người ta rất nhìn vào đôi mắt của nhau, và đôi mắt đẹp thì bạn sẽ tin rằng nó sẽ có nhiều thiện cảm. Do đó thì nếu mình chưa từng dùng cái mắt thì hãy thử một lần xem, chọn một cái loại nào đó mà bạn có thể tin tưởng, hoặc là mình có thể mua cái loại sample để mình test thử. Vì nếu như có dùng thì nó vẫn luôn hơn không dùng. Bác Siêu tin chắc là như vậy, vì bác Siêu đã dùng thì bác Siêu sẽ hiểu điều này. Trường hợp số 5 đó là thâm mắt phải thực sự là ảnh hưởng cuộc sống của mình. Khác với vùng da mặt thì vùng da mắt thường nó sẽ rất ít khi nó bị mụn trứng cá. Nó cũng không có lỗ chân lông để mà to nữa, chân lông nó rất là nhỏ. Nó cũng không có nhiều cái nang tuyến bã để hoạt động để nó có mụn. Do đó da mắt của mình ý, thì rất hay gặp vấn đề là chỉ có là nhăn, hóa, thâm, chảy xệ, hoặc là da mắt kém đàn hồi. Thì đây là những yếu tố mình thường gặp. Vậy thì nếu nó ảnh hưởng thực sự đến cuộc sống của bạn, bạn mất tự tin hơn, bạn cảm giác như là mặt học sinh nhưng mà mắt phụ huynh, thì bạn có thể là cân nhắc về việc lựa chọn dùng kem mắt. Còn nếu như nó không quá ảnh hưởng thì bạn có thể không cần thiết sử dụng. Bởi vì vùng da mắt là vùng da mà nó gần như không ảnh hưởng sức khỏe, và nó rất ít vấn đề cấp tính, mà nó chỉ là vấn đề thẩm mỹ thôi. Thì hãy cân nhắc điều này trước khi mà sử dụng nha. Trường hợp số 6 đó là da mắt ít nhạy cảm. Thế thì đối với những bạn mà da mắt cơ địa dễ nhạy cảm thì các bạn cần cân nhắc trước khi mà dùng kem mắt. Bởi vì da mắt dễ nhạy cảm là gì? Khi mà các bạn bôi lên ấy, nó rất dễ bị kích ứng, bị đỏ. Hay là khi các bạn bị tắm mà bạn xoa một ít cái sữa rửa mặt vào mắt mà da mình cũng hay bị căng rát đỏ, thì đây là sự báo hiệu cho việc là da mắt mình nó dễ bị kích ứng. Thì đương nhiên là mình cần phải tìm hiểu cái điều này, nên là khi dùng kem mắt mình vẫn phải test một lượng nhỏ là vì thế. Nên là nếu như các bạn mà chưa biết cách dùng kem mắt, đừng quên là xem lại các video của Sĩ Hiếu sẽ hướng dẫn chi tiết là mình nên dùng như nào. Không phải là bôi sáng bôi tối, không phải là bôi mấy phút 2 phút lấy mấy giọt, phải làm sao cho nó chuẩn chỉnh thì các bạn bôi kem mắt nó hiệu quả được, vì da mắt là nơi cần nâng niu nhất. Ok, và nếu bạn thích video này đừng quên like, subscribe và chia sẻ để nhiều người biết đến những thông tin hữu ích. Bye bye và xin chào các bạn.